tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các dụng cụ dùng để hơ ngải, hay dùng cho những người hàn, những người sợ lạnh, những người suốt ngày cảm thấy ớn lạnh dọc cột sống lưng, những người sợ gió, sợ nước, tóm lại là những người bị bệnh hàn hay sợ lạnh. Bộ dụng cụ này bao gồm 8 món như sau. Thứ nhất là gói ngải cứu. Gói ngải cứu đây là loại chung các bạn. Bạn ạ, loại chung thì bằng ngón tay trỏ, loại tiểu thì bằng điếu thuốc lá, loại đại thì bằng ngón cái. Cái loại chung này là mình hay dùng nhất này các bạn này. Loại chung này là một gói 10 điếu mà cũng rẻ, mà mình có thể để được lâu được. Đấy, đây là ngải cứu. Thứ hai, đây là bật lửa khò để mình có thể đốt ngải cho nó được nhanh. Đấy, đấy các bạn xem này. Đấy, nó xịt ra lửa như này rất là nhanh. Rồi, thứ ba là cái ống tắt ngải, mình cho ngải vào đây để tắt. Đấy, thứ tư là cái dĩa để mình xiên ngải, khi mà mình dùng nó gần hết điếu ngải mình cầm cho nó chắc tay, nó không bị rơi. Rồi, thứ năm là khay tắt ngải. Thứ sáu là ống hơ ngải đơn. Thứ bảy là ống hơ ngải đôi. Thứ tám, đây là cuốn sách về châm cứu nóng. Bây giờ mình sẽ đi sâu chi tiết vào từng dụng cụ các bạn này. Thì đây là điếu ngải các bạn này. Đó, gói ngải. Thì điếu ngải như này thì người ta làm từ cái ngải cứu mà mình vẫn ăn hàng ngày đấy các bạn ạ. Thì người ta phơi khô, sau đó người ta nghiền ra, người ta nén thành một điếu ngải như này. Của Tuệ Hải Đường là nhang ngải cứu mà rất là được ưa chuộng như hiện nay, tại vì người ta đầu tư máy móc rất là hiện đại. Thì cái quan trọng và sự khác biệt của điếu ngải là nó không bị mùi quá mà không bị hóa chất nhiều quá. Sau đó người ta dùng máy móc, người ta nghiền nát rồi người ta nén, dẫn đến cái ngòi này đỏ lửa được lâu, dẫn đến nó nóng hơn những điếu ngải khác. Và khi cái tàn nó rơi ra thì nó mịn và nó nguội rồi, cho nên là nó không sợ gây bỏng như những điếu ngải mà mình phải vò thủ công, nó không chắc tay. Thì mình cái điếu ngải này á, thì các bạn đốt các bạn phải dùng cái bật lửa khò thế này, nếu không các bạn phải đốt cái nến ra. Chứ còn nếu các bạn dùng cái bật lửa bình thường mình đốt là cẩn thận nó hỏng bật lửa nhé. Đây, điếu ngải này nó xịt vài cái rất nhanh các bạn này, các bạn thấy không nào? Đấy. Lần đầu tiên các bạn đốt nó sẽ lâu, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba các bạn đốt ạ, nó rất nhanh. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó đỏ lửa đấy này. Đấy, đúng không nào? Đấy. Sau đó này, nếu mà mình tắt ý, mình có thể mình cắm vào đây, mình đóng vào. Đấy, xong mình cho vào cặp, mình mang đi bất kỳ nơi đâu. Trong này nó thiếu oxy cho nên nó không cháy được. Đấy, nó rất là tiện dụng. Cái đây là cái ống tắt ngải cứu gỗ của Diện Trần các bạn ạ. Đây là khay tắt ngải cứu inox. Nếu mà mình dùng ở nhà mà mình chữa cho nhiều người hoặc mình làm cho mình ấy, muốn nó tiện hơn ấy, là mình có thể cắm vào như này. Mình vừa có thể lắc lắc như này để rơi tàn xuống, mình vừa có thể hơ, hoặc là mình dùng xong mình cứ cắm như này là xong. Rất là tiện dụng các bạn ạ, rất là chắc chắn. Đấy, các bạn phải chú ý quan tâm đến vấn đề cháy nổ nhé. Cái xiên ngải như này các bạn này, các bạn rút cây này ra, sau đó các bạn xiên vào như này. Đấy, mình cầm nó được dài, mình nối dài tay, khi nó cháy hết đến đây rồi mình cầm mình không sợ bị rơi. Đó, chứ còn bình thường cháy đây mình cầm tay như này mình là hay bị nóng tay, và nó như này đến như này các bạn vứt đi thì nó phí, đúng không nào? Đấy, các bạn rút ra đây, các bạn có thể xiên một lúc 2-3 điếu vào đây cũng được. Đấy. Rồi, cái ống hơ ngải đơn này thì tác dụng của nó như nào các bạn? Thì trước đây á, hướng dẫn cho học viên khi mà tự hơ cho mình, cầm cái điếu ngải hơ trên tay, hơ đằng trước thì dễ. Tuy nhiên khi mà các bạn này, khi mà mình hơ đằng sau lưng ấy, thì không biết là phải hơ như thế nào. Tại vì tự mình cầm ra sau lưng ấy thì nó rất là dễ bị bỏng các bạn ạ. Thế thì người ta mới chế ra được cái ống hơ ngải như thế này. Đầu tiên một điếu ngải như này các bạn này, các bạn sẽ rút cái que này, que tre này ra. Sau đó các bạn sẽ đang cái xiên như này, các bạn rút cái xiên ra, các bạn chọc vào đây. Đấy, các bạn chọc vào đây. Sau đó các bạn nhét vào đây. Các bạn nhét vào như này. Đấy, thì trong cái ống hơ này nó có cỡ cữ của nó rồi. Cái này là cách so với tâm nó khoảng 1,5, cái này khoảng 2 phân. Sau đó các bạn cứ cầm như này các bạn hơ. Đấy, nó có cữ rồi. Các bạn có thể hoàn toàn với được ra sau lưng, với được hơ cổ với gáy, rồi hơ dọc theo cột sống, rồi hơ hậu môn, hơ hoàn toàn đằng sau, hoặc hơ trên mặt như này các bạn này, mà hoàn toàn không sợ bị bỏng các bạn ạ. Đấy, nó có cữ hết rồi. Điếu ngải vừa nãy mình thỉnh thoảng các bạn có thể cầm cái này, các bạn đập như này. Đấy, tàn nó rơi xuống, các bạn thấy không nào? Đấy, nó rơi tàn xuống đấy, vẫn khói này, thấy chưa nào? Đấy, rồi các bạn lại hơ tiếp. Rồi nhất là các bạn hơ cho trẻ nhỏ ấy,
là chúng nó sẽ không sợ bị bỏng. Tại vì mình cầm này không sợ, mình cứ cầm này mình dứ vào mặt nó là nó sợ nó chạy ngay. Mà cầm cái này các bạn hoàn toàn yên tâm, hơi trên mặt không hề bị bỏng, rất hợp với những người bị bệnh xoang, mình hơi cũng rất là tốt, đúng không nào? Đấy, xoang rồi sợ lạnh rồi hơi dọc theo cuộc sống, những người đau mỏi cổ vai gáy đau lưng, điếu ngải nó có tác dụng giảm đau rất là tốt đấy các bạn ạ. Các bạn dùng xong rồi ạ, các bạn rút ra, các bạn cắm lên cái khay này cái đấy, tự nó tắt các bạn, đợi một tí là nó tắt luôn nhá. Còn cái ống hơ ngải đôi này như nào? Ví dụ nhiều bạn kêu là cái ống hơ đơn này thì hơ vậy thôi, chứ còn nếu mà hơ dọc cuộc sống lưng, hơ nhâm đốc chẳng hạn, hoặc là những người lạnh quá hơ ống đơn này chưa đủ đô, cảm thấy nó chưa nóng thì các bạn dùng ống hơ đôi này. Đấy, một lúc mình rút hai que xiên này như này ra. Đấy, một lúc mình có thể cắm hai điếu ngải vào như này. Vậy này. Đấy, sau đó mình dùng bật lửa khò. Dùng bật lửa một lúc mình đốt cả hai điếu luôn. Đấy. Đốt cả hai điếu. Đấy, nó sáng nó đỏ lửa lên này này. Đấy, sau đó mình nhét lần lượt vào trong cái ống hơ này thì bây giờ cái sức nóng của nó sẽ gấp đôi. Và cái này nhất là các bạn mà hay bị đau lưng ấy thì các bạn hơ như này, nếu mà nó vào nó không bị không được chặt thì các bạn ạ, các bạn hơi bẻ nó ra như này cái thì đẩy vào nó sẽ chặt. Đấy, nếu mà đẩy vào nó lỏng quá các bạn hơi bẻ cái này bằng cái này. Đấy, rồi đẩy vào. Đấy, các bạn nhìn thấy hai điếu chưa nào? Đấy. Thả nó rơi này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai điếu trong chưa? Đấy. Sau đó này hơ thôi. Đấy, nhất là những người hay bị đau lưng rồi chữa cho những bệnh nhân bị bệnh nặng ấy các bạn ạ. Các bạn tì ngón tay lên mà các bạn sợ lây bệnh qua đường tiếp xúc trực tiếp thì các bạn cho vào cái ống hơ này rất là tiện và nó rất là nóng. Và là các bạn có thể đưa cho bệnh nhân để bệnh nhân tự hơ, mình đỡ phải hơ, đúng không nào? Đấy. Đây. Thỉnh thoảng các bạn lại cầm cái này dẫn bệnh nhân này đập. Đấy, đập xuống cái tàn nó đã rơi xuống trong các bạn lại hơ rất là đã các bạn ạ. Các bạn có thể hơ trên cổ vai gáy, hơ dọc sống lưng, hơ tại chỗ đang bị đau lưng, đau mông, đau đùi. Đấy, sau khi á, mình thỉnh thoảng mình đập tàn sau khi mình dùng xong này, các bạn cắm vào cái khay này, cắm vào khay này, thế là tự nó tắt, rất là tiện lợi, đúng không nào? Đấy. Cái này người ta thiết kế ở đây bên trong có cái tấm lưới inox này rồi, các bạn nên yên tâm nó không sẽ bị chảy nhựa đâu. Đấy, cái này rất là tiện dụng, mình hướng dẫn cho học viên làm rồi. Qua theo dõi một quá trình dài thì cái ngày trước ấy, sợ nhất là hơ ngải cứu bị bỏng, còn bây giờ có hơ là thoải mái. Còn cuốn sách châm cứu nóng này rất là hay các bạn này. Trong cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho chúng ta chi tiết về cách thức hơ như thế nào. Ở đấy, hơ giảm đau xong hơ vào huyệt như thế nào, cách sử dụng điếu ngải cứu, lợi ích của điếu ngải cứu. Và quan trọng nhất ở chỗ này các bạn này, chỗ này mình thích nhất cái phần này. Ví dụ chữa chân lạnh là chữa mất ngủ này. Đấy, có huyệt này, xong đó có cái hình vẽ này. Các bạn thấy chưa nào? Đấy, có hình vẽ, mình thích nhất cái này này. Trước đây á, mình có học bên Đông y ấy, thì học huyệt rất là khó các bạn ạ. Bây giờ để chữa một huyệt, chữa một bệnh ấy, huyệt nào thì chịu. Mà tra sách thì cũng rất lâu. May quá tự nhiên tìm được cái cuốn sách này. Rất là hay, cuốn sách này cũng là của Tuệ Hải Đường. Đấy. Hơ vào cả một vùng này là kiểu gì cũng trúng. Nếu người ta dùng kim châm, người ta châm là người ta sẽ sợ không trúng. Kim châm là sợ đau, sợ chảy máu. Còn đây mình dùng điếu ngải cứu, mình hơ cả một vùng đấy, yên tâm là kiểu gì cũng trúng. Ở đây còn hướng dẫn một số cái huyệt để dưỡng sinh nữa các bạn này. Ví dụ huyệt cao hoang du, rồi đây này, khí hải này, đây, phép cứu dưỡng sinh huyệt khí hải, rồi phép cứu dưỡng sinh huyệt quan nguyên. Đây là toàn là những huyệt dưỡng sinh kinh điển của Đông y, dùng giúp để bồi bổ khí huyết, tăng cường sức lực đấy các bạn ạ. Rất là nhiều huyệt hay ở chỗ này, chữ thì to rõ ràng. Đấy, cái tìm được mọi người thì mọi người cũng rất là thích. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn bộ dụng cụ dùng để hơ ngải cứu, chuyên chữa cho những người bị lạnh tay, lạnh chân, lạnh suốt ngày, những người bị bệnh hàn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chuyên chữa cho những người hay bị đau nhức, dùng để giảm đau nhức rất là tốt. Rồi bộ dụng cụ ngải cứu là rất thích hợp khi mà mùa đông về, giúp cho chúng ta ấm hơn và chúng ta phòng chống những cái bệnh cảm lạnh, cảm cúm. Rồi hơ ngải cứu này rất tốt để chữa, quan trọng nhất là chữa các bệnh ngoài da rất tốt các bạn ạ. Nấm, rồi ngứa, rồi nổi mề đay cũng rất tốt, tất cả các bệnh ngoài da các bạn nhé.
Đó, đấy là còn rất nhiều cái tác dụng của điếu ngải cứu nữa, và cách thức dùng nó thì các bạn chịu khó đọc trong cuốn sách này. Chúc các bạn thành công và trở thành những người thầy thuốc mát tay, chữa cho chính mình và chữa cho gia đình và cho những người xung quanh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.